Vâng, trận thi đấu thứ 3, chim sẻ và sang long đang hòa nhau 1-1. Đúng là người ta gọi thần long là người ôm gối đúc ruộng, kính nhất Trung Quốc thì cũng đúng thôi. Một trận mà anh ta đánh toàn dân thôi. Ba bãi quả cho chim sẻ. Anh ta dò kiểu gì cũng biết được. Thần dò. Ba bãi quả hiện ra. Chắc map lỗi rồi chứ. Vâng, xen vào dò dân thứ 6, dân thứ 5 ra 3 bãi quả luôn. Vâng, turn map lỗi tới từ chim sẻ đi nắng. Và hy vọng rằng là anh ta sẽ tận dụng được cái bài giàu có này của mình để đưa thần long về với mặt đất. Đúng là thắng thần long được một trận xong thì trận sau thì nó thể hiện sức mạnh kinh hoàng luôn, để cho mà xem. Một trận thi đấu mà thần long thể hiện được tất cả những cái gì mà gọi là tinh hoa của anh ấy. Anh ấy già rồi, tay anh ấy chậm. Tân đầu anh ấy hổ báo, anh ấy đấu quân chấp dốc, anh ấy chết sạch. Thế mà anh ta vẫn không bị gục ngã, vẫn tiếp tục là lúc đó là tham chim sẻ bắt đầu đè. Thế nhưng dần dần đánh dần dần thì thần long lại bắt ngược lại quân của chim sẻ trong một tuần chim sẻ đi vòng. Vâng, họ dự đoán đường đi quân quá tốt. Và khi mà tham lai lên to rồi, mọi người đều tăng A nhiều rồi, để có những cái sự phát triển công bằng ngang nhau rồi, thì thần long càng ngày càng đè tham hơn, duy trì cái lợi thế đấy từ đầu cho đến cuối. Trong cái chim sẻ trong cuộc đua phát triển ở trận yếu đó thì cũng một phần do thế nhà nữa. Khi thế nhà của Seng Long hướng xuống 6 giờ, đó là một thiên đường, thì chim sẻ đi nắng lại hướng xuống 3 giờ thì lại đúng đường đi quân của Seng Long nhiều quả. Nhiều bạn cảm, vâng, nhiều bạn xem trận vừa rồi sẽ cảm nghĩ rằng chim sẻ bắt được rất nhiều cung R của Seng Long trong những pha vẩy e hoặc là những pha đấu quân. Cũng quan trọng là khi thắng rồi thì mới quay ngược lại rằng là thần long và chim sẻ đấu quân nó cũng chỉ là ngang phèo trong cái số lượng chết thôi. Thần long đang đánh theo kiểu đưa về cái thế là đua, một cuộc đua. Thần long không nguy hiểm và không nhanh bằng tiểu tử ngư. Tiểu tử ngư thì rất nhanh và nguy hiểm. Các bạn có thể thấy rằng là tiểu tử ngư dồn ép đối phương vào chỗ chết cực kỳ nhanh. Vâng, một tơn mà chim sẻ mãi nghe tôi chém gió quên CE. Vâng, lỗi một cái là chậm dần so với đối phương ngay. Vâng, CE đi em. Hai voi chăng? Cùng xem chim sẻ câu hai voi như thế nào. Tốc độ 1.5 này. Rồi. Lên. Con đường là rất gập ghềnh và khó khăn với những tầng dốc. Vâng, đang điều khiển voi lùa luôn cả hiêu. Kinh rồi. Nó quay đầu. Rõ ràng là chưa mất bóng, sao lại quay đầu ở đấy nhở? Rồi, bây giờ một con thì sẽ quay trở lại với chim sẻ thôi. Rõ ràng là không mất bóng. Một máu đi vậy. Như vậy là còn một phi là con voi là về với bạn. Không biết sẻ đang định cơ cấu ra làm sao thì đóng S nữa ở một cái rừng dừa ơi. Phiêu vậy. Nếu thế sẻ đã bò cực rộng trận này. Chim sẻ bị lỗi E.
Chim sẻ bị cái đời lỗ trận này rồi. Chậm mất gần một con nông, gần một con nông dân trong việc kích đời. Trận này thì ăn không hết. Có sẽ dò trận này thì đẹp quá. Holmes. 20% và 26 dân dành cho Sang Long. Trận trước Sang Long dò tới 30% mà tơn cung đầu của chim sẻ đi. Cũng đã thấy tơn cung đầu của Sang Long tới rồi. Đang đi gặp nhau ở giữa đường rồi. Trận trước một trận hơi khó hiểu. BA và BM dành cho chim sẻ. Vâng, Long lại không lên đời. Rất khó hiểu. 20% chỉ số dò dành cho Sang Long. Vâng, như vậy là chim sẻ lỗi, còn Sang Long thì là lên đời chuẩn so với số dân mình đánh thôi. Tôi nhìn nhầm, chim sẻ là 25+1 trong khi Sang Long là 26+1. Nhưng chim sẻ đời 1 lên 2 bị lỗi. Ăn bãi quả không hay là gỗ đúc ruộng. Còn cả một bãi quả, một bãi hiêu. Thế dân Sang Long đang đóng gờ đấy. Vâng, cái việc mà cơ cấu như thế này, vừa ăn quả vừa đóng ruộng thì cần phải tính. Có 3 nông dân ăn cái bãi quả đấy thì coi như là làm 3 cái ruộng và sẽ được tương đối lâu. Có 3 dân ăn, còn 2 dân thì coi như là 2 cái ruộng và sẽ được lâu, được rất là lâu ấy. Chim sẻ đang có, vâng, 5 cái ruộng rồi, cộng với những dân còn đang bú quả nữa. Bang dân đang bú quả, như vậy là có tất cả là 8 cái ruộng rồi. Trước khi lên ba có 8 ruộng là điều quá tuyệt vời rồi. Chim mang đóng những chiếc BA của mình. Như vậy là đã đủ 10 ruộng thời điểm này. Đây là 7 cái ruộng cộng 3 dân ăn quả. Tơn đầu đều. Ông bài giàu quá nó cũng khổ. Tơn 2 nào. Khoảng cách vẫn là 45 giây, tầm như vậy. Ba mươi bốn dân thành có Sang Long và 33 dân thành có chim sẻ. Mọi thứ vẫn đang là cực kỳ ổn định và giống hệt nhau. Vâng, cũng đã tới rồi. Tơn đầu của Sang Long đang bắn vào chiếc nhà VE của chim sẻ đi nắng. Chim sẻ đã có tơn quân ở đó. Và đây một tơn dự đoán đường đi quân cực tốt tới từ Sang Long. Vâng, té thôi. Nhà Sang Long 12 giờ. Ba tơn đều dành cho chim sẻ đi nắng. Tìm thấy BB và BM của Sang Long, nhưng chỉ là thấy cho nó đẹp thôi. Chim sẻ chủ động đào vàng từ rất sớm. 38 dân và 38 dân. Đây là nhà VE của chim sẻ. Chim sẻ chủ động công.
vẩy e để bắt dân trong mái gỗ. Bây giờ thì Sang Long ấy đưa chim sẻ vào một cái thế bị kẹp. Chim sẻ đứng gấu luôn. Chim sẻ đang rất gấu. Đạo quân ở phía dưới trèo dốc của Sang Long đã oảng rồi, bây giờ còn đạo này nữa. Đã có chặt cô hai chưa? Bị bảo là gì? Vâng, 2-3 dành cho Sang Long. Tỷ số của cặp thi đấu này là 2-1. Chim sẻ đánh một trận tương đối chuẩn, trong khi Sang Long phải dò cực rộng. Và anh ta xây A kiểu dị nhân. Vâng, nhà Sang Long có lẽ là nghèo. Có lẽ là nghèo. 2-1 dành cho chim sẻ.